Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 đến 5% một năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% một năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3% một năm trở lên. Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo, phân công đảng viên ở tri bộ thôn bản, tổ dân phố giúp đỡ hộ nghèo, thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án góp phần chung cho chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm tạo điều kiện cho người lao động sau đào tạo tìm được việc làm. Phấn đấu đến năm 2024, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai cơ bản không còn hộ nghèo. Đến năm 2025, huyện Bắc Hà thoát khỏi huyện nghèo.